lên sân khấu kìa. Mấy bạn nhỏ ơi, chúng ta hãy tránh xa các loa và sân khấu một chút xíu nha các con. Bởi vì sân khấu có nhiều điều kiện rất là nguy hiểm. Và quý vị phụ huynh chúng ta và các bé của chúng ta, kéo các bé về vị trí chỗ ngồi để chúng ta cùng theo dõi. Và chúng tôi cũng xin rằng quý vị còn tại chỗ của chúng ta sẽ giúp cho những người khán giả ngồi phía sau theo dõi được một cách tốt hơn. Thái Tông.
Just ask this.